Hơn 3.000 dự án công trình chậm triển khai tại 48 tỉnh thành. Đa số không sử dụng đất quá từ 1 đến 2 năm. Thậm chí có hàng trăm dự án đất chiếu lên cả chục năm. Người ta thu hồi hết đất rồi nhưng mà chưa có thấy dự án nào nó mọc được. Còn cái biển quảng cáo nơi này, cứ rách cái nơi nó lại làm cái tiếp cái khác. Tài nguyên đất đai bị lãng phí. Vâng, thưa quý vị, con số hàng nghìn dự án công trình chậm tiến độ, bỏ hoang mà Bộ Tài nguyên và Môi trường mới công bố đã làm nóng diễn đàn Quốc hội tuần qua. Các đại biểu liên tục nêu ý kiến và chất vấn tư lệnh ngành về sự lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng của các dự án treo tới cuộc sống của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh tại một số tỉnh thành phố về các dự án này. Dự án này được quảng cáo sẽ biến nơi đây thành khu đô thị sầm uất, hiện đại phía Tây Hà Nội. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, vẫn chỉ là cánh đồng cỏ bạt ngàn bị bỏ hoang. Phía sau lưng tôi đây là dự án khu đô thị Hà Nội Westgate, có quy mô lên tới hơn 44 hecta nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2013, đến nay thì đã hết hạn. Tuy nhiên qua quan sát thì thấy dự án có mức đầu tư lên tới hơn 3.000 tỷ đồng này vẫn đang trong trạng thái án binh bất động. Còn đây là dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường tại huyện Mê Linh, Hà Nội, được phê duyệt từ năm 2013, vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang bị bỏ hoang. Đây cũng chỉ là một trong số 60 dự án tại huyện Mê Linh chậm triển khai. Khu đất này là của dân là đang nằm màu một năm ba vụ đổ thành mặt bằng là từ năm 2003 đến bây giờ vẫn chưa đi vào hoạt động mà vẫn bỏ hoang rất phí mà người dân là bây giờ đang không có ruộng làm. Cho cái việc là đủ nguồn vốn và cái đầu tư của cái công ty AIC ban đầu ấy, họ không thực hiện nữa. Đem ra là nó lúc này bao giờ thành phố đang trong cái quá trình là kêu gọi đầu tư để thực hiện tiếp cái việc bệnh viện này. Theo các chuyên gia, những vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và một số chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính cũng như việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện là một trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai, bỏ hoang lãng phí. Trước việc lãng phí tài nguyên đất từ các dự án bỏ hoang nhiều năm thì các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều giải pháp như là yêu cầu chủ đầu tư thúc đẩy triển khai, thậm chí là thu hồi. Thế nhưng dường như các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để xử lý hiệu quả thực trạng này. Tình trạng dự án treo, quy hoạch treo đã được nhắc tới nhiều năm nay. Nhưng gần đây, một số địa phương mới dục dịch thu hồi. Dự án hơn 4.800m2 nằm trên khu vực đất vàng thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, được quy hoạch làm bãi đỗ xe từ 8 năm trước. Đây là một trong số 16 dự án bị liệt vào danh sách chậm triển khai tại quận Thanh Xuân. Theo chúng tôi phân tích thì có rất nhiều lý do, có thể là cái khả năng năng lực của chủ đầu tư nó cũng chưa đáp ứng được yêu cầu để triển khai dự án. Ủy ban quận đã có văn bản báo cáo Ủy ban thành phố, đề nghị Ủy ban thành phố là tiến hành cho thanh tra theo cái chiều hướng là nếu như có vi phạm thì đề nghị thu hồi đối với 10 dự án. Chỉ tính riêng thành phố Hà Nội, năm 2018, toàn thành phố có gần 400 dự án chậm triển khai. Trong số này, thành phố chủ trương thu hồi 47 dự án. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi còn chậm. Sau khi thu hồi thì huyện sẽ báo cáo thành phố để kêu gọi đầu tư các tập đoàn lớn vào đầu tư. Hiện nay là huyện đã kêu gọi trong hai tập đoàn lớn đã vào để nghiên cứu. Một là tập đoàn FLC và hiện nay là tập đoàn Vingroup đang đã vào để cũng nghiên cứu đầu tư một số các dự án lớn đang triển khai. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra, vấn đề liên quan đến các dự án chậm tiến độ được đưa ra bàn thảo tại nghị trường. Nhiều đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường lý giải nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng dự án treo. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu những giải pháp xử lý tình trạng này. Một số địa phương thì do nóng vội trong cái việc phát triển đô thị cho nên là đã phê duyệt nhiều cái khu đô thị nhưng mà chưa đủ các cái điều kiện thực hiện. Thế và giải pháp trong thời gian tới thì cũng là đề nghị các địa phương phải có cái đánh giá cụ thể cái này và nếu cần thiết thì phải sửa chuyển cái mục đích sử dụng hoặc là có những cái giải pháp để đầu tư tập trung. Tập trung là vào công tác quy hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, thường xuyên rà soát cập nhật bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khoa học, tính phát triển phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn của từng thời kỳ, phải lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng đầu tư tự phát, phong trào, không có kế hoạch, kiểm soát đảm bảo cái thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.
Nhiều chuyên gia quản lý đô thị cho rằng việc thu hồi đất dự án bỏ hoang sẽ không dễ dàng, nhưng nếu làm quyết liệt, công tâm thì sẽ thành công. Với dự án treo nhiều năm, chính quyền các địa phương cần kêu gọi nhà đầu tư mới có năng lực tài chính, tổ chức quy hoạch lại hoặc theo quy hoạch cũ, nhưng phải có cơ chế ràng buộc cam kết về thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ cách thức triển khai các dự án phát triển khu đô thị cũng như việc thực hiện đồng thời các công trình hạ tầng xã hội phải được đầu tư với công trình nhà ở. Có như vậy thì mới khắc phục được các dự án chậm tiến độ và bỏ hoang lãng phí.